Chị cho em coi cái ghế à, ngồi này, cái ghế ngồi ngồi ở cái ghế livestream á. Đây. Đứa nào đã mua bài này? Chỗ này mẹ. Ở dưới hả chị? Đi còn ăn với lại mẹ hai dưới đây. Thôi à, mới nãy hai đứa này bị bả cho nè. Đi mua cái ghế mà rớt bể điện thoại luôn rồi. Lỗ thanh sát. Cho mày quay cái điện thoại tao con. À, không, ghế à, xịn sò chưa? Ủa mà hồng hết hả? Hồi giờ sao? Đi nếu mà không lấy màu hồng thì đặt đi. Ừ. Để nói với bà chị cái bà về. Muốn thì đặt về không? Đặt màu hồng cho em đi, màu hồng thôi. Này, này hợp với em nè. Hợp với mày hả? Màu hồng sợ cái dòng này không biết có màu hồng không? Có chứ, em thấy trên mạng nhiều lắm nhưng mà em không có dám lựa. Hai chụp hình thôi, của cho cái. Quẩy trưởng. Rồi, 2, 3. Sao chị? Cái này thì không có nằm được. Cái này cũng là có màu hồng luôn. Cái này không có massage, không có nằm được. Còn cái đó là nằm được có massage luôn. Đó, massage là gì? Hỏi massage đi, cô anh Hai cũng đâu massage đâu. Massage gì má? Tiền đâu mua massage má? Ngồi á, ngồi massage nó thoải mái thôi. Cái nhưng mà cái ghế đó là không có ngã được đúng không? Đúng rồi, cái này thì ngã được massage luôn. Còn cái này ngã được. Điện cho massage nè. Ý là ấy cho con massage đi. Ý là massage là cùng là massage nè. Thấy bình thường mà có gì đâu. Cho già trả người ta phải cần ghế massage chứ mày. Trời ơi, chị làm như chị già quá à. Ôi cái này phải có cái cục dây sạc mới được. Cái cục dây sạc điện thoại của mình đó. À cái đầu mình kim vô. Đúng rồi, gắn vô. Mình ngồi nè, xuống cái này. Ghế này nó nhiều loại lắm, nhiều loại nhiều giá lắm. Nhiều loại nhiều giá lắm. Cái dòng này là hàng nhập á cho nên giá nó cao hơn đó. Rồi bây giờ là giờ sao giờ đặt đi ha. Đặt màu hồng. Được. Vậy màu hồng kiểu này mà lấy màu hồng. Ô từ từ. Cái kiểu tay này không phải. Kiểu tay khác không chị? Tay này không phải. Nó ra kiểu tay mới à, không có kiểu tay cũ. Có tay cũ thì nó vậy hả? Mỗi đường là nó ra cái tay mới à, nó không có xài tay cũ đâu. Tay kia là tay cũ á, tay là tay mới ra đó. Mà giờ em khoái tay cũ à. Tay cũ nó còn không mới chưa. Mấy cái là nó đội cũ à, nó không phải là cũ một đâu. Mua cho bà hai cái ghế về ngồi lựa với chai ha. Mẹ không mơ ước gì hết. Mơ ước kiếm chồng hả? Không, mơ ước là mạnh khỏe, mạnh tay khỏe chân. Không mơ gì hết. Ghê không? Sách không? Sách cái giỏ ngân hàng Aribank có tờ 5.000 ghê trời. Sách cái giỏ ngân hàng Aribank có tờ 5.000 ghê trời. Trời ơi. Coi đủ không? Ở dưới tủ đẹp lắm mà. Đấy à. Đâu à? À, đấy rồi. Chị thôi đặt cái ghế hồng đi chị. Cái tay vậy được không thôi? Ghế giống anh Hai ngồi đây. Cái ghế anh Hai đợt trước cái ghế người ẩn danh mua tặng nha, cho anh cái ghế đó là đợt đó là bà kêu giờ hết hàng rồi. Cái đợt này ngồi ngon hơn cái đợt sau. Đợt này ngồi ngon hơn. Phải không? Đúng rồi, nó xa mạnh lắm, nó xa mạnh hơn cái. Mạnh lắm á. Mày kéo đây đừng ngồi miếng này. Mày ngồi thử coi nó vừa hay không, vừa thì đặt còn không. Nó cùng một cái mà. Nó nhiều loại nhiều giá lắm. Được. Đem được. Được không? Dạ được. Ủa, hai đẹp. Tao kéo. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my. Đây là tiền của đệ nè. Tao kiểu giống cô hồn nha. Giống rồi đó. Hả? Được. Tao ngồi với bà chủ ai? Có ai mua đâu mà được. Nhìn mặt là biết bà chủ rồi. Nhìn mặt là biết bà chủ rồi. Chủ ngục hả? Rồi ok chị. Ê, nó có cái gì dưới đây đi vậy? Cái gì vậy? Cái để chân á mà. Kéo đi coi. Chị Miu ơi. Ủa sao bữa em mua không có cái loại này trời? Bởi cái đợt này đợt mới, ngồi ngon hơn đợt trước. Thôi giờ kia đi đây trả lại đi rồi mà bộ tiền. Cái kia mèo cào rồi. Mèo cào rồi. Vậy
Được không? Ok ha. Không, nhà, nhà chúc bà VIP luôn. Mèo cắn chó tha rồi đó. Bữa em mới em mua cái đợt mà đợt đầu tiên á. Cái tay đó là xa quá anh yếu hơn, cái tay nó nhỏ hơn tay khác. Không có cái này để chân. Không có đó luôn. Mà về em chưa kịp ngồi nữa, mèo nó cào gách mẹ rồi. Có mèo đủ hết rồi. Có bó hành không? Có bó hành đâu. Cái vụ lột da là chơi khác nữa má. Đúng rồi, không thiệt không có cái đem xuống cái chỗ lột da đó làm da khác rồi mà. Mà thôi thôi rồi mà đi tiền xe vận chuyển cũng hết à, cũng vậy à. Thì thôi khỏi hả? À. Mua bộ bàn ghế ngồi chơi xanh. Mặt hàng chích mẹ này mày đặt ngồi sang. Anh dịch. Mua ghế này chia xong mua cái bàn cho em nữa. Mua cái bàn vậy nè để điện thoại cần ngồi livestream vậy nè chứ mua ghế rồi cái bàn để đâu? Quỳ chứ ngồi. Mày được vô đầu tiên à? Không, tự nhiên ngồi ghế dạ, mà không có bàn và điện thoại để thao. À, đi xuống dưới nhờ chị đặt cái màu hồng đi. Thích màu hồng lấy màu hồng. Anh Hà có thêm máy anh Hà. Đúng rồi đã kêu. Đúng rồi kêu nó nhấn hai đúng này nè. Nhấn chơi cho vui thôi. Nãy kêu nhấn cái này làm gì kêu nhấn cho vui. Đi xuống. Nhấn xuống dưới. Cho vui thôi. Chứ không có cầu đi. Đi bộ các anh. Vậy nãy hỏi chị còn màu hồng chị kêu còn quả trưởng. Tỉnh còn hết rồi. Bữa bán rồi. Nói vậy cho vui thôi mày. Đó, có cái gương vậy, gương có màu đen được không? Mày sao mấy gương màu hồng đi. Nói gương màu hồng kìa. Nói vậy, nói cho vui hả? Thì bà chị mới nói cho vui, trong đi vòng vòng chơi vui. Chứ nhỏ đây có mình bà cù hiu. Thấy cái lũ quỷ tụi mày ra nó vui. Mấy gương màu hồng em cũng mới thấy như vậy. Ừ, mua đi bà nội. Muốn tự lấy tiền túi ra mua con. Ok, vậy giờ... Đặt con bé nào kia nói coi tủ quần áo nè. Không, xíu xíu nữa, xíu để em coi con bé đó. Mà cái ghế đó có cần đặt cọc gì không? Ờ, quen mà, đi. Ok, vậy tí ghi số điện thoại đi. Có Zalo của cái chị ở đây không? Có mẹ, có dạ, nhắn tin qua đi. Em quên tên bố rồi, vậy đọc tên cho em nhớ. Chị Phượng hả? Ừ. Ok. Còn không, lát ghi bill rồi lấy số điện thoại chị nào có. Dạ, ok chị. Mà không biết cái đó hàng nhập nó đặt hơi lâu á nha. Tầm nửa năm không chị? Chắc là tầm nửa năm không? Nửa năm thôi để dành xài luôn. À, con xin chào người ấn danh. Thì cuối cùng mấy anh em con cũng về tới nhà rồi. Thì cái ghế mà người ấn danh cho tiền bé Thương mua á, thì bé Thương ra nó chọn màu hồng, nhưng mà không có màu hồng, hết màu hồng rồi, còn màu đen bé không thích. Bé nó đặt cái màu hồng là người ấn danh. Tầm chắc 1 đến 2 tuần nữa thì người ta mới lấy hàng về, rồi đi ra lấy cái ghế. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến người ấn danh rất là nhiều ngang. Bé Thương có lời gì nói với người ấn danh không? Dạ con cũng xin cảm ơn người ẩn danh rất là nhiều đã cho con một cái ghế để ngồi like. Chứ con ngồi với cái ghế kia mà mỗi lần mà đợi hai cháu một cái là cũng nhảy vô con ngồi vậy đó. Mà bị ông đòi hoài à. Xong con nói chung là con có mơ và chúc người ẩn danh thật là nhiều sức khỏe, sống lâu 100.000 tuổi luôn để giúp đỡ con nữa. Giúp đỡ con nữa hả? Quải dạ. Trưởng thiệt. Con cũng xin gửi lời cảm ơn đến người ẩn danh nha. Rồi con cũng xin kính chúc người ẩn danh thật nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì cho phép anh em con xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của bé Thương. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye.